Hình ảnh kỳ bí được cho là do một người phụ nữ tên là Maria de Jesus đã ghi lại và chia sẻ lên mạng. Theo đó, một cột sáng bất thường có hình Chúa Giêsu xuất hiện tại chính điểm xảy ra trận sạt lở đất, khiến 17 người thiệt mạng cuối tuần trước. Điều này như đã phần nào khiến cho những người mất nhà cửa hoặc người thân vì trận thiên tai cảm thấy được an ủi. Cô Maria viết, Chúa Giêsu đã ghé thăm thị trấn của chúng ta, Ngài đã lắng nghe lời thỉnh cầu và tới người dân đáng thương. Chúa sẽ phù hộ cho chúng ta và thế giới. Đoạn video sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, nó cũng đã nhận được sự chia sẻ rộng rãi của dân cư mạng. Một người đàn ông đã bình luận video ở trang Daily Mail. Ôi Chúa ơi, Ngài đã đến và nhìn thấu sự khổ đau của người dân. Nhìn xem mọi người. Vụ sạt lở kinh hoàng này cướp đi mạng sống của ít nhất 17 người, là vụ sạt lở thứ hai diễn ra trong 2 tháng qua ở Colombia. Tổng thống Juan Manuel Santos cũng đã phát biểu sau khi tới thị sát hiện trường. Chúng tôi đang cố tìm những người mất tích, nhưng đáng buồn rằng con số thiệt mạng tăng lên mỗi giờ.